Chương 11 Đây mới là Bét -E Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 11 Đây mới là Bét -E sau đó nhưng chính là đơn giản rất nhiều, dương nhạc nội tâm có loại cùng trực quan cảm giác, chỉ cần cùng đối diện đi đường thời điểm liền có thể cảm giác được trình độ của bọn hắn cao thấp, ở sau đó solo thi đấu dương nhạc cũng còn không có nghiêm túc, kết quả tranh tài đã thắng. Kỳ thật cũng cái này không có cách, loại này solo thi đấu, lại là hạng định cham, rất nhiều người chơi trình độ bản thân liền ở vào trung đẳng trình độ, ZEG loại này giảng cứu thao tác cham, rơi vào trong tay của bọn hắn. Liền thật là nhi đồng ZEG. Tranh tài rất nhanh chính là thuận thuận lợi lợi đi tới cuối cùng một trận, toàn bộ solo thi đấu cũng là còn lại hai người, trong đó một cái là dương nhạc, còn có một cái không biết là ai. Cả cái Internet Coffee bầu không khí lập tức liền đốt lên, phải biết hai người này đều là mạnh không được, trực tiếp một đường nghiền ép đối thủ đến cuối cùng một trận. tại internet coffee trong văn phòng, một dáng người thon dài nữ tính ngồi trên ghế làm việc. đối với hôm nay internet coffee tình huống rất là hài lòng, liền khách này lưu, viễn siêu ra bản thân chỗ chờ mong hiệu quả. tỷ, ta tới. mà lúc này, triệu lệ anh lại là xuất hiện ở đây, hướng về phía kia nữ tính hôn một tiếng tỷ, kia nữ tính ngẩng đầu lên, dung mạo cũng là không kém cỏi chút nào triệu lệ anh thậm chí tới một mức độ nào đó sau triệu lệ anh càng thêm mê người. Triệu lệ tiệp Triệu lệ anh trên người có một loại sức sống thanh xuân, mà trên người nàng thì là thể hiện ra một loại thành thục nữ tính dụ hoặc. Mình ngồi xuống đi, ta còn muốn chú ý một chút Internet Coffee hoạt động. Triệu lệ tiệp cười yếu ớt đạo, mà lúc này cũng có người gõ cửa tiến đến, là Internet Coffee quản lý. Triệu tiểu thư, hoạt động tranh tài chỉ còn lại hai cái danh ngạch, có một cái tuyển thủ không biết là lai lịch gì, cuối cùng một trận là hắn đối đầu Tiểu Thiên. Quản lý bình tĩnh nói. Có muốn hay không ta đưa cho người kia chào hỏi, để hắn thả xuống. Triệu lệ tiệp suy tư một chút, chợt liền lắc đầu nói. Được rồi, không cần thiết, mặc dù nói Tiểu Thiên là chúng ta đi tìm tới dọa trận, nhưng tranh tài loại sự tình này vẫn là phải công bằng lý do, liền xem như hắn thắng đi thứ nhất, cũng chính là 10 vạn khối hội viên phí mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Quản lý nhẹ gật đầu, cũng là đi ra bên trong an bài cái này solo thi đấu cuối cùng một trận phát ra, lập tức cả cái internet có phi người đều hấp dẫn tới, bản thân ZEG cái này chăm liền có rất cao viewer, huống chi là solo thi đấu. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi. Lúc nào thật sẽ chơi ZEG? Lâm Hạo Nhiên mắt lom lom nhìn Dương Nhạc, ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc mới đầu hắn tự nhiên không tin Dương Nhạc sẽ là có thể đi đến một bước này, nhiều lắm là liền cho ăn bể bụng hỗn mấy trận liền bị đào thải, nhưng... Đây cũng quá điên cuồng, thế mà dết tới cuối cùng. Mười vạn hội viên phí hạng nhất cự thưởng vẹn vẹn cách bọn họ có cách xa một bước. Đúng thế, ta đây là bét dết e dê hiểu không? Dương nhạc cười hắc hắc nói, cũng chưa từng có tại khẩn trương, hoặc là đối với cái khác chăm mà nói, trước mắt hắn vẫn là thứ cặn bã, nhưng ZEJ nha. Hắc hắc, có thể cùng mình đánh đồng người cũng không phải là không có, chỉ bất quá cũng không tại Trung Quốc. Đừng thổi ngưu bức, ta ngẫm lại, tên thứ hai là ban thưởng gì tới. Một vạn hội viên phí, dựa vào làm sao chênh lệch như thế lớn, tính toán một vạn khối cũng không ít. Lâm Hạo Nhiên vội vàng là nắm chặt lấy ngón tay tính toán, sau đó đối Dương Nhạc nói: "Huynh đệ ca học kỳ này phí internet nhưng chính là trông cậy vào ngươi học kỳ này nếu là cầm xuống đệ nhất kia hai ta huynh đệ sang năm phí internet đều có rơi xuống dương nhạc cười hắc hắc nói nghe vậy lâm hạo nhiên ngây ngẩn cả người lộ ra một bộ thần sắc hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới dương nhạc nói ngươi nha thật muốn cầm đệ nhất a à? nói nhảm chơi game nha không phải là vì thi đấu nha không cầm đệ nhất kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Dương nhạc thảnh thơi địa đạo. Đi. Người nếu là thật có thế cầm thứ nhất, đêm nay hương giang lâu ta. Lâm Hạo Nhiên cũng là cắn răng, không tiếc hạ lớn vốn gốc, hương giang lâu thế nhưng là thượng hải nổi danh tử lâu, bình thường muốn đi ăn kia đều phải đứng hàng đội, mà lại tiêu phí cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Lâm Hạo Nhiên gia cảnh không sai, không đi qua một lần hương giang lâu, cũng có thể để cuộc sống của hắn phí thấy đấy thành giao dư nhạc hai mắt tỏa sáng đường này qua không làm thịt thì phí bởi vì là cuối cùng một trận tranh tài lập tức dư nhạc cũng là bị cáo chi muốn đi đến quán nét bắt mắt nhất khu vực tiến hành tranh tài bởi vì internet coffee rất nhiều khách hàng đều muốn thấy chân dung nghĩ nghĩ dư nhạc cũng là cảm thấy không có vấn đề gì lập tức chính là đáp ứng hắn cũng là gặp được một tên khác dết tới tổng quyết tái người chơi là một cái ước chừng 17-18 tuổi nam hài, cái này khiến không ít người đều là không thể không chịu phục, đều là chơi đùa, người khác tuổi nhỏ cũng đã là để bọn hắn xấu hổ không thôi. Ta gọi Tiểu Thiên, kia tiểu nam hài cũng là chủ động tới bắt chuyện đạo, Dương Nhạc cũng là một vui mừng mà nói. Gọi ta Dương Nhạc tốt. Vậy ta gọi ngươi nhạc ca thành sao? Ta nhìn thấy ngươi chơi Zager, luôn cảm thấy ngươi rất lợi hại, nhưng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Tiểu Thiên Chợt cũng là hưng phấn nói, nhìn từ trên xuống dưới dư nhạc, tràn ngập tò mò, phải biết chính hắn bản thân nương tựa theo một cái EJ liền sinh động tại lao queo, hàng chờ đơn đôi, cao thủ, master, phân khúc. Mạnh hơn hắn EJ không phải là không có nhưng kia đại đa số đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, người qua đường người chơi chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay hắn không thể nghi ngờ liếc qua dư nhạc ZEJ mặc dù đối thủ cực kỳ cãi bắp, nhưng hắn lại là nhìn ra điểm mánh khóe. Người này rất mạnh. Tối thiểu tại sử dụng ZEG rất mạnh. Ta chính là mù chơi đùa, nói không chừng thật không có ngươi lợi hại. Dư nhạc cũng là không có trang bức, giảng đạo lý. Livestream thời điểm trang trang bức liền tốt, hiện thực có thế điệu thấp dư nhạc vẫn là lựa chọn điệu thấp một điểm. Ừm, hy vọng chờ chút không muốn thủ hạ lưu tình. Tiểu thiên cũng là nhẹ gật đầu, tự hồ rất là chờ mong cùng dư nhạc ở giữa quyết đấu. Mà lúc này Internet Coffee trong văn phòng, Triệu Lệ Tiệp cũng là đứng lên, đối Triệu Lệ Anh nói. Muốn hay không cùng ta cùng đi ra nhìn xem, ngươi cô gái nhỏ này không phải cũng là thích chơi liên minh huyền thoại sao? Không đi, đám người này chơi quá cùi bắp, không có gì đẹp mắt. Triệu Lệ Anh nhếch miệng nói. Cái này cũng không đồng dạng, hôm nay ta còn mời tới một cái streamer, chủ phòng, thật lợi hại. Triệu Lệ Tiệp cười yếu ớt đạo, Triệu lệ anh nghe vậy con ngươi đảo một vòng, cũng là đứng lên nói. Vậy ta liền đi ngó ngó. Hai tỷ mùi đều là tư sắc không kém, xuất hiện tại Internet Coffee thời điểm, tự nhiên là dẫn tới không ít người chú mục, mà lúc này dương nhạc tự nhiên là không có phát giác được. Căn này Internet Coffee thế mà còn là triệu lệ anh tỷ mở. Triệu lệ anh đi theo tỷ tỷ mình đi tới, lập tức ánh mắt chính là chú ý tới đang cùng tiểu thiên vừa nói vừa cười dương nhạc, đôi mắt đẹp có chút thích chặt, không khỏi cắn răng nghiến lợi, tốt ngươi cái dương nhạc. Làm sao a? À? Triệu lệ tiệp liếc qua mùi mùi của mình, không khỏi tò mò hỏi. Không có việc gì, người kia ta biết. Triệu lệ anh chỉ vào dương nhạc nói. Tỷ, ta đi tìm hắn trò chuyện một chút. Chương 12 Sau cùng quyết đấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 12 sau cùng quyết đấu từng đi thôi đừng chậm trễ quá lâu qua mấy phút hoạt động tranh tài lại bắt đầu triệu lệ tiệp cũng là ngoài ý muốn nhìn nhiều một chút dương nhạc lại là mùi mùi mình nhận biết lập tức triệu lệ anh thở phì phò đi qua dương nhạc đang cùng tiểu thiên trò chuyện đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác không ổn làm sao cảm giác có loại sát khí ngay tại tới gần mình cái quỷ gì dương nhạc mờ mịt ngẩng đầu nhưng mà lúc này triệu lệ anh tới vỗ một cái dư nhạc bả vai nói. Dư nhạc đồng học, xem ra ngươi rất tiêu sái a. À. Dư nhạc thân thể bỗng nhiên cứng nhắc lại một chút, nghe được thanh âm này là hắn biết không ổn, cơ mờ nợ. Kém chút quên đi triệu lệ anh còn đang internet coffee bên trong. Lần này xong đời, bị đuổi một cái hiện hình. Có thể trốn không được. Dư nhạc cũng là chậm rãi quay đầu, quay người nhìn thấy triệu lệ anh cũng thở phì phò gương mặt xinh đẹp, cũng là trong lòng tại run rẩy lúng túng mở miệng nói này lớp trưởng đại nhân tại dương nhạc xoay người lại trong nháy mắt đó triệu lệ anh cũng là hơi sững sờ cái này dương nhạc mới một ngày không gặp làm sao cảm giác có loại biến hóa đâu ngô nhưng biến hóa gì lại nói không ra nói cứng giống như đổi một người khí chất mà lại còn trở nên đẹp trai một điểm lắc đầu đem trong lòng mình suy nghĩ ném rơi, triệu lệ anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Vừa rồi ghé vào kia mập mập chết bầm bên cạnh chính là ngươi đi, ta liền nói đâu, ai không có việc gì giữa ban ngày tại Internet Coffee đi ngủ. Liền biết là ngươi người tại trốn tránh ta. Không có. Tuyệt đối không có. Dư nhạc làm bộ một bộ trang nghiêm thần sắc nói. Ta làm sao có thể tránh ngươi có phải hay không? Hừ, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, Ta cho ngươi biết, cái này internet coffee là nhà ta mở, đợi chút nữa đừng chạy a. À. Triệu Lệ Anh thở phì phò đạo, bất quá khóe mắt liếc về tỷ tỷ của mình xong mình làm một thủ thế, cũng là không cam lòng nói. Đợi chút nữa đừng chạy a. À. Sau đó Triệu Lệ Anh mới là quay người rời đi, lưu lại một mặt im lặng dư nhạc. Nhìn xem Triệu Lệ Anh bóng lưng, dư nhạc trong lòng cảm khái. Đây cũng quá cơ mờ nợ đùa cái này Internet Coffee lại là triệu lệ anh trong nhà mở, sớm biết mình liền không đến tham gia cái này cái gì solo so tài, đây quả thực là đưa tới cửa A. Lập tức cũng là không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, Internet Coffee phương diện đã là tuyên bố tranh tài sắp bắt đầu, để dư nhạc cùng Tiểu Thiên hai người tọa hồi nguyên vị, mà triệu lệ anh sau khi trở về, nhìn đến bên cạnh Lâm Hạo Nhiên, cũng là lộ ra trăng mèo hướng hắn cười cười, cái này khiến Lâm Hạo Nhiên dọa rung một cái, lần này nhưng xong lớp trưởng đại nhân liền hắn cũng một khối ghi nhớ. Xem ra đợi chút nữa muốn bán đứng dương nhạc, bằng không quay đầu lớp trưởng cho mình tiểu hài xuyên, vậy nhưng làm sao xử lý? Lâm Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, cũng là bắt đầu nhớ tới biện pháp bù đắp. Tại một bên khác, trải qua ngắn mũi điều chỉnh thiết bị bên ngoài, cuối cùng này một trận solo thi đấu cũng là trực tiếp bắt đầu. Dương Nhạc đang cùng Tiểu Thiên trò chuyện thời điểm, liền biết Tiểu Thiên thực lực không yếu, là cái xô lao queo, hàng chờ đơn đôi, cao thủ, master, hơn nữa còn tinh thông ZEG cái này cham, có thể nói là một cái rất không tệ đối thủ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn rất không tệ, muốn để dư nhạc cảm thấy có uy hiếp, chỉ cần một tiểu thiên còn chưa đủ đủ. Xác định cham về sau, dư nhạc cũng là vẫn như cũ lựa chọn mình lúc trước một mực sử dụng bộ kia bản ngọc, bổ trợ tự nhiên cũng là chủ lưu ý chỉ thần sấm. Hai người trực tiếp tiến vào đọc đến giao diện, cuối cùng một trận solo thi đấu triển khai. Song phương mang đều là thiêu đốt, tóc biến, flash. Tiến vào Summon Street, Dương Nhạc trực tiếp kiếm dài ba máu đi ra ngoài, đây là tiêu chuẩn nhất sáu lộ, cũng coi là cho Tiểu Thiên một điểm mặt mũi, nếu là đổi lại những người khác, Dương Nhạc lựa chọn mãi mãi cũng là nhiều kiếm đo ran về một máu. Trận này solo thi đấu, vẫn là tại Internet Coffee trên màn hình lớn tiến hành tại chỗ livestream, cho nên rất nhiều người chơi đều là buông xuống trong tay mình trò chơi, trực tiếp ngẩng đầu quan sát, loại này cao cấp người chơi đối kháng vốn chính là hiếm thấy, huống chi solo thi đấu mà thôi, cho ăn bể bụng chính là hơn 10 phút. Có thể mở mang tầm mắt, kia dĩ nhiên cũng là cực kỳ tốt. Đàn lính như lúc xuất hiện, không thể không nói tiểu thiên cùng những tuyển thủ khác không giống, đánh cho phi thường có tiếng công tính, trực tiếp kẹp lấy đàn lính vị, trực tiếp đối dương nhạc ném một phát quy kỹ năng, chỉ bất quá đương nhiên là không có trúng đích làm đáp lễ dư nhạc cũng là không khách khí chút nào một phát trong tay phi tiêu ném ra phốc một tiếng thế mà trúng đích cái này khiến tiểu thiên thần sắc có chút cẩn thận rất nhiều vừa rồi dư nhạc ném kỹ năng góc độ là gần như dự phán đến mình hướng đi căn bản không có tránh cái này có chút mạnh tiểu thiên cũng không nản chí ngược lại là càng thêm nghiêm túc lên solo thi đấu phía trước hai ba cấp cũng sẽ không có cái gì ngoại ý muốn phát sinh, cho nên người xem cũng là nhìn ở tính tình, mà ở dư nhạc tấn thăng đến cấp 4 thời điểm, một cái vê đúc kỹ năng trực tiếp xuất hiện ở tiểu thiên bên cạnh. Tiểu thiên trong mắt thích chặt, theo bản năng phản ứng là dư nhạc muốn sử dụng kỹ năng đến tiêu hao mình, nhưng mà hắn thao tác còn chưa làm ra, hai phát trong tay phi tiêu lập tức là từ khác nhau góc độ mãnh liệt bắn tới, hư hư thật thật, cái này khiến tiểu thiên rất là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái bóng trong tay phi tiêu góc độ vừa vặn chính là mình con chuột rơi vào địa phương. Nói cách khác, mình mặc kệ tránh vẫn là không tránh, đều muốn trúng đích một lần kỹ năng. Hắn thế nào lại là dự phán đến ta muốn tránh vị trí? Tiểu thiên nội tâm dân lên một loại hàng ý, chuyện này quá đáng sợ đơn giản. Sau một khắc dư nhạc kỹ năng liền trực tiếp trúng đích hắn, là bản thể quy kỹ năng, bởi vì tiểu thiên có chút thất thần, hắn vốn hẳn nên làm chính là vê đúc kỹ năng đi sang một bên nhưng bởi vì kinh ngạc một chút không có kịp thời kịp phản ứng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm ngón tay đã là vô ý thức ấn xuống một cái vê đúc chuyển vị quá khứ tiểu thiên trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét quả nhiên đang chờ hắn chuyển vị tới về sau dư nhạc đồng dạng cũng là lựa chọn cùng cái bóng giao thế giờ này khắc này tiểu thiên tài là biết chính mình cái này vê đúc kỹ năng cho vị trí có chút sai lầm bởi vì cái bóng của hắn cùng dương nhạc cái bóng rất gần, đồng thời chuyển vị quá khứ, dương nhạc liền có thể e kỹ năng quét đến hắn. Quả không phải, tại dương nhạc cái bóng giao thế trong nháy mắt đó, e kỹ năng trực tiếp thi triển đi ra, tiểu thiên cũng là không có cách nào, chỉ có thể là kiên trì đồng dạng sử dụng e kỹ năng, nhưng dương nhạc lại là tranh thủ đến một cái bình A thời gian, trực tiếp kích hoạt ý chỉ thần sấm. Mà tại bình A về sau, dương nhạc cũng là thừa cơ trở về rút lui, ngược lại là không cho cân tiểu ly a à thời gian của mình cứ như vậy cái này đổi máu chính là dư nhạc kiếm lời ke bình a à, kích hoạt ý chỉ thần sắm tổn thương trái lại tiểu thiên cũng chỉ bất quá là cho mình một cái e kỹ năng tổn thương liền rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào một màn này rơi vào không ít người trong mắt tự nhiên đều là vỗ tay cân sông đây quả thực là sách giáo khoa cấp bậc hao tổn máu sáo lộ tinh chuẩn dự phán còn có tính toán đều thể hiện ra dương nhạc hơn người kỹ xảo, cứ như vậy, tiểu thiên liền không thể không sử dụng một lần tiếp tế phẩm. Nhìn xuống bọc đồ của mình, tiểu thiên mặc lộ vẻ ngưng sắc, hắn còn thừa lại một bình máu, mà trái lại dương nhạc thì là một bình cũng không có động qua, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, ăn thiệt thòi một mực là chính hắn. Chương 13 Sách giáo khoa cấp bậc bét ZEG Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 13 Sách giáo khoa cấp bậc bét ZEG liền như vậy, tại MIJ hai người quyết đấu một mực là tại giàn co, bởi vì thấy được Dương Nhạc tinh tế thao tác về sau, Tiểu Thiên không thể không cẩn thận. Hắn trên người bây giờ chỉ có một bình tiếp tế phẩm, lại bị tiêu hao đi xuống, đoán chừng liền cấp 6 đều nhìn không được liền bị đánh giết. Nhưng bây giờ vấn đề tới, bởi vì Tiểu Thiên cẩn thận rất nhiều, mà lại lúc trước Luân Phiên tiêu hao, để hắn không thể không lui ra phía sau đến trụ đằng sau khôi phục trạng thái trong quá trình này không thể nghi ngờ liền sẽ là đã kéo xuống một bộ phận kinh nghiệm, nói cách khác Dương Nhạc sẽ so với hắn trước một bước đến cấp 6. ZEG loại này chăm một khi đạt tới cấp 6, liền sẽ là có băng trụ cường sát năng lực, còn lại là dẫn trước đối diện đến cấp 6, đây là một cái rất trí mạng yếu tố mấu chốt. Đạo lý này, Dương Nhạc hiểu, Tiểu Thiên cũng hiểu, ở đây quan sát tất cả mọi người hiểu. Cấp 6 về sau, người thắng liền sẽ là hôm nay solo thi đấu quán quân thời gian một chút xíu quá khứ, rốt cục. Dư nhạc thao túng ZEG rốt cục đạt tới cấp 6, mà lúc này đây tiểu thiên ZEG thì vẫn là cấp 5, thấy thế tiểu thiên cũng chỉ có thể là không thể không lần nữa lui ra phía sau, tạm lánh dư nhạc phong mang, ý đồ là chờ đợi cho mình cũng là đồng dạng đến cấp 6 thời điểm, bởi vì chỉ có chỉ có chính mình đồng dạng cũng là cấp 6, mới có được cùng dư nhạc giao phong tư cách. Dư nhạc suy nghĩ một chút, băng trụ cường sát A có chút không có ý nghĩa. Nói thật, cho dù đối thủ là Tiểu Thiên, Dương Nhạc cũng không có để vào mắt, tại đồng thời sử dụng e về cái này chăm, hắn tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hắn ngược lại là đang chờ Tiểu Thiên đến cấp 6. Chỉ có tại ngang nhau công bằng trạng thái đánh giết mới có thể là để hắn tâm phục khẩu phục, cái này cũng mới có thể là ra vẻ mình cái này solo tranh tài quán quân càng thêm danh phù kỳ thực. Internet Coffee bên trong, rất nhiều người đứng xem đều là đang nghi ngờ, Dương Nhạc vì cái gì không động thủ? Theo đạo lý tới nói, cấp 6 z -E hoàn toàn có thể làm được băng trụ đánh giết, mặc dù có phong hiểm, nhưng từ Dương Nhạc thao tác biểu hiện nhìn ra, hắn hoàn toàn là có thể làm được điểm ấy, lại vẫn cứ không làm cũng là để bọn hắn trong lòng buồn bực. Mà Tiểu Thiên cũng là đã nhận ra, hắn cảm giác được một loại bị khinh thị cảm giác, không khỏi trong lòng cũng là tăng mấy phần tức giận, nếu là cái khác chăm vậy thì thôi, phải biết z -E Thế nhưng là mình chăm tủ a à? Đã ngươi cho cơ hội ta, vậy liền như ngươi mong muốn. Tiểu thiên trong lòng nói thầm, nhìn một chút kinh nghiệm của mình đầu, cũng là tự tự bình tĩnh lại, còn kém ba tên lính quen kinh nghiệm. Tại trong quá trình này, dư nhạc tận lực một mực đem đàn lính bỏ qua, dạng này có thể để tiểu thiên bình yên vô sự ăn vào kinh nghiệm, rốt cục hơn 10 giây về sau, tiểu thiên thao túng giác e dê trên thân cũng là hiện lên một trận quan mang. Cấp 6 Lúc này, cả cái Internet Coffee ánh mắt đều là tập trung tới, song phương đều đến cấp 6, thật sự nếu không phân ra thắng bại, vậy liền thật muốn bị chửi bậy. Tiểu Thiên ánh mắt lướt qua một vòng hàng mang, dẫn đầu xuất thủ. Bởi vì dương nhạc thao túng ZEG tiến vào hắn ung ti dấu ấn tử thần phạm vi bên trong, cho nên hắn triển khai thế công của mình. Lập tức một đạo thanh âm rét lạnh lập tức nhớ tới, tiểu thiên chỗ thao túng ZEG hóa thành một đạo khói đen đột nhiên biến mất mà Dương Nhạc thao túng ZEG trên thân thì là nhiều hơn một cái tử vong tiêu ký. Dương Nhạc khóe miệng cũng là có chút dương lên, rốt cục kìm nén không được động thủ A, à, chờ chính là lúc này, giờ này khắc này đối với Dương Nhạc mà nói, giống như hết thảy đều chậm chạp vô số lần, tại tiểu thiên thao túng ZEG thân hình hiển hiện một nháy mắt, Dương Nhạc trực tiếp một cái vê đúc, xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa, nhìn qua là muốn dịch ra tiểu thiên tiến công. Nhưng mà Tiểu Thiên cũng là đã nhận ra, vô ý thức đồng dạng cũng là một cái vê đúc theo tới, giống như dự phán, kè hai cái kỹ năng trong nháy mắt vung ra, mặc kệ dư nhạc quá khứ hay không, một bộ này tổn thương đều là chạy không thoát. Nhưng mà sau một khắc dư nhạc thao tác lại là ai cũng không hề tưởng tượng đạt được, thế mà tốc biến, flash. Mà lại tốc biến, flash, vị trí rất là quỷ dị, vừa vặn ở vào mình vê đúc cái bóng gốc đối. Mấu chốt nhất chính là, dư nhạc cái này tốc biến, flash, tránh mất tiểu thiên hai cái kỹ năng một màn này thế nhưng là để cả cái internet có phi người đều nhìn ngay người cái này đây quả thực là phi nhân loại phản ứng a một nháy mắt tình huống liền tạo thành một cái tam giác dương nhạc bản thể cùng cái bóng chiếm cứ một đường thẳng mà tiểu thiên nhân vật thì là không cùng quá khứ cơ hồ là tốc biến flash rơi xuống đất một nháy mắt dương nhạc chỗ thao túng z, -E -Z liền biến mất cùng lúc đó tiểu thiên trên thân lại là hiện lên một tầng tử vong ấn ký. Tiểu thiên còn không có từ mình kỹ năng toàn không hiện thực lấy lại tinh thần, nhưng mà hắn cũng là tâm lý tố chất không tệ, chăm chú là sửng sốt hai giây về sau mới là phát giác được không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Hai giây có lẽ đối với rất nhiều người mà nói bất quá là thời gian trong nháy mắt, nhưng đối với dương Nhạc mà nói, đã đầy đủ tự mình làm đầy đủ nhiều sự tình. ER kỹ năng để cho mình bản thể xuất hiện tại tiểu thiên bên người, Kè kỹ năng trong nháy mắt vung ra đến, sau một khắc, V đút ra cái bóng, R ung um ra cái bóng, còn có chính hắn bản thể quy kỹ năng, ba cái hắc ám khí tức trong tay phi tiêu liền hung hăng xuyên thấu Tiểu Thiên thao túng Z trên thân. Còn có một cái E kỹ năng tổn thương cùng trong nháy mắt bị kích hoạt ý chỉ thần sấm tổn thương, Tiểu Thiên lượng máu đã là thấy đấy. Không có người nhìn hiểu cái này tổn thương, vậy mà lúc này Tiểu Thiên theo bản năng động tác là V đút đến cái bóng của mình quá khứ nhưng đã quá muộn. Dư nhạc ung ti dấu ấn tử thần trực tiếp bạo tạc tạo thành nhị đoạn tổn thương. Để hắn giết trực tiếp màn hình trở nên đen trắng. Thắng bại đã xuất. Dư nhạc giết Có thể xưng đầy máu, miễu sát ngang nhau trạng thái tiểu thiên. Cả cái internet copy phi người đều là rơi vào trầm mặt, bao quát là tiểu thiên bản nhân. Đều không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa rồi tổn thương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quy kỹ năng sẽ tạo thành cao như thế tổn thương, cuối cùng trên màn hình lớn chiếu lại slow motion, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới là thấy rõ ràng. Quy kỹ năng. Tiểu thiên tiếp nhận ba lần. Nói cách khác, dư nhạc bản thể quy kỹ năng, còn có V đúc ra cái bóng quy kỹ năng, cùng unty R ra cái bóng quy kỹ năng. Toàn bộ trúng đích. Nhưng là, để bọn hắn không hiểu chính là vì cái gì ZEG có thể phóng suốt ba đoạn quy. Cái này, liền xem như tiểu thiên. Cũng là có chút điểm chấn kinh im lặng, đơn thuần từ kỹ năng mà nói, quy kỹ năng chỉ cần là cái bóng cũng có thể phóng thích, chỉ bất quá tổn thương chỉ có bản thể một nửa. Nhưng hắn chơi lâu như vậy ZEG nhưng xưa nay chưa từng gặp qua có người có thể thi triển ra ba đoạn quy, hơn nữa còn là như thế thành thạo dự phán, hết thảy giống như là tự nhiên mà thành. Tự hồ tự tự mình ra tay thả R ER trong nháy mắt đó, liền đã rơi vào dư nhạc tính toán bên trong, tóc biến, flash, về đúc cái bóng, hình thành một hình tam giác vị trí. Cứ như vậy, trừ phi là phi thường biến thái phản ứng, mới có thể lẫn mất rơi, bằng không người bình thường căn bản làm không được. Chương 14 Chạy chạy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 14 Chạy Chạy Loại này ba đoạn quy thao tác, gần như là tạo thành bạo tạc tổn thương, cái này đổi ai đến cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, tiểu thiên trực tiếp bị nhị đoạn R tổn thương bạo chết, cũng là tâm phục khẩu phục đối dư nhạc dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn nói qua nhiều người như vậy chơi ZEG, nói thật tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng so với hắn chơi đến tốt, nhưng có thể làm cho hắn bội phục chỉ có một người, đó chính là đương kim no. Đương nhiên, bây giờ tự hồ nhiều một cái dư nhạc, chỉ bằng mượn dư nhạc vừa rồi loại kia thao tác, đã là chinh phục hắn, càng là chinh phục Internet Coffee những người khác, hoàn toàn xứng đáng solo quán quân. Bất quá! Dư nhạc nhưng không có nhiều ít hưng phấn, hắn hiện tại suy nghĩ chính là làm như thế nào chạy. Đúng vậy, hắn muốn chạy, nói đùa cái gì đâu, mình lớp trưởng đại nhân còn tại bên cạnh nhìn chầm chầm, những người khác có lẽ là không rõ vì cái gì có cái xinh đẹp như vậy hoa khôi lớp đuổi theo mình là cái người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn cùng triệu lệ anh ở giữa sự tình, có một ít là những người khác không biết, cho dù là Lâm Hạo Nhiên cũng không biết. Đối mặt cơ hội là không buông tha triệu lệ anh, dương nhạc là phát ra từ nội tâm trốn tránh, lập tức cho dù là thắng solo quán quân, hắn cũng không có hứng thú này đi lấy phần thưởng. Hướng về phía trong đám người Lâm Hạo Nhiên nháy mắt, dương nhạc cũng là từ trên ghế đứng lên, làm bộ đi hướng nhà vệ sinh, mà người chung quanh vẫn còn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn chiếu lại không thể không nói dương nhạc vừa rồi thao tác thật là sách giáo khoa cấp bậc chiếu lại mấy lần cũng tuyệt đối là nhìn không ngán lâm hạo nhiên cũng là nhờ vào đó len lén quay người chui vào đám người cái này hai huynh đệ cùng một chỗ ngốc lâu tự nhiên là một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì cách đó không xa triệu lệ anh có chút ngẩng đầu lại là phát hiện dương nhạc thân ảnh không thấy lập tức gương mặt xinh đẹp cũng là phù qua một vòng tức giận còn muốn tại đám người tìm tới Lâm Hạo Nhiên gia hỏa này, nhưng không có nghĩ đến, lần này liền Lâm Hạo Nhiên cũng một khối chạy. Thế nào? Triệu Lệ tiệp liếc qua muội muội mình, phát hiện lộ ra bực này thần sắc cũng là nhịn không được có chút ngoài ý muốn nói. "Tỷ, tên kia chạy." Triệu Lệ anh tức giận biểu môi nói. "À, tên kia không muốn phần thưởng a." À. Triệu Lệ tiệp cũng là có chút ngoài ý muốn cái này tốt xấu là 10 vạn khối thể hội viên tiêu phí kim ngạch, gia hỏa này ngược lại tốt, thế mà đánh xong liền chạy. Hừ, ta thay ngươi cho hắn, tên kia trông thấy ta liền chạy, thật tức chết ta rồi. Triệu lệ anh dậm chân, triệu lệ tiệp trông thấy mùi mùi mình lộ ra này tắm thần thái, lập tức trong lòng hơi động kinh ngạc nói. Hắn, không phải là ngươi nói người kia a à. Triệu lệ anh nghe vậy, lại là gương mặt xinh đẹp có chút hồng lên, giống như tiểu nữ hài cúi đầu, lên tiếng cái kia hẳn là không có đạo lý a à. triệu lệ tiệp tắt tiếng bật cười triệu lệ anh cũng là tức giận biểu môi quỷ mới biết dương nhạc trốn mình cùng bịt mắt trốn tìm đồng dạng dù là chính là ở trường học trông thấy mình cũng phải đi vòng qua mà lúc này tại internet coffee bên trong dương nhạc cùng lâm hạo nhiên thành công thoát đi số một internet coffee hai người nhìn nhau cười một tiếng ta nói ngươi tiểu tử không đúng lớp chúng ta hoa đại mỹ nữ, ngươi làm sao lại như thế không yêu chào đón nàng? Lâm Hạo Nhiên rốt cục nhìn không được hỏi. Nào có? Dư nhạc trợn trắng mắt, muốn giống như trước kia hồ lộng qua coi như xong, nhưng lúc này đây Lâm Hạo Nhiên thế nhưng là không buông tha kéo hắn lại nói. Không được, hôm nay phải hỏi rõ ràng, ngươi nha tiểu tử có phải là công? Cũng không phải là muốn xuống tay với ta a à? Lâm Hạo Nhiên lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc nhìn xem Dương Nhạc, triệu lệ anh đặt ở đại học đây chính là hệ hoa cấp bậc mỹ nữ, đổi lại cái nào bình thường điểm nam sinh, ai sẽ cự tuyệt A, à? nhưng cái này Dương Nhạc liền hết lần này tới lần khác cự tuyệt, thật sự là không thể không khiến hắn cảm thấy Dương Nhạc hướng giới tính xảy ra vấn đề gì. Cút! Dương Nhạc lật ra một cái liếc mắt cho hắn, sau đó cũng là rơi vào trầm mặt. Triệu lệ anh loại này đại mỹ nữ chủ động đuổi ngược, hoàn toàn chính xác. Là người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng... Trong đó nguyên nhân chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ nửa tháng trước đó, ta đột nhiên xin nghỉ mấy ngày sau. Dương Nhạc trông thấy không giải thích, Lâm Hạo Nhiên cũng là không có ý định buông tha mình, lập tức chỉ có thể là nói ra tới. Ừm, đây không phải là tiểu tử ngươi nói là thấy việc nghĩa hăng hái làm, sau đó ngược lại bị người đánh à. Lâm Hạo Nhiên nghi ngờ trừng mắt liếc Dương Nhạc nói ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu chính là lớp trưởng đại nhân đúng vậy a à, không phải liền là nàng a à. dư nhạc cũng là nhếch miệng cười nói lần kia nàng không biết là làm sao vậy mắt thấy là phải bị ba năm cái đại hán cho buộc đi ta cái này không suy nghĩ lấy bạn học cùng lớp cũng không thể thấy chết không cứu sau đó báo cảnh sát về sau liền ngăn cản bọn hắn hậu quả chính là ta nằm nằm bệnh viện ba ngày vậy cái này chẳng phải thành anh hùng cứu mỹ nhân sao rất tốt một sự kiện lâm hạo nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua dư nhạc nghĩ mãi mà không rõ cái này có cái gì tốt cự tuyệt thôi đi chúng ta loại này lưu manh sinh viên cũng đừng chậm trễ người ta ta chính là cứu được nàng nàng đối ta có hảo cảm mà thôi thật muốn phát sinh một chút gì đối ta đối nàng đều không có chỗ tốt dư nhạc có cái ưu điểm đó chính là tự mình hiểu lấy vốn là biết triệu lệ anh gia đình cũng không phải bình thường người gia đình mặc dù nói mình cũng là sẽ không là kém đến đi đâu chỉ bất quá trải qua phụ mẫu ly hôn dương nhạc cũng là đối với mấy cái này có chút kháng cự ngẫu nhiên chơi đùa có thể động thật tình cảm coi như xong tổn thương mình lại đã thương người đây cũng chính là vì cái gì hắn một mực trốn tránh triệu lệ anh nguyên nhân chỉ là mình anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể để triệu lệ anh đối với mình có không hiểu hảo cảm nhưng loại này hảo cảm lại là buồn cười nhất không có chuyện lần đó mình cùng triệu lệ anh căn bản cũng không phải là người của một thế giới cần gì phải chậm trễ hai người đâu mặc dù ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý nhưng ta luôn cảm thấy đi lớp trưởng đại nhân đối ngươi là thật có chút ý tứ không giống như là xúc động lâm hạo nhiên tự nhiên cũng là nghe rõ hắn ý tứ được rồi huynh đệ liền bị nói được rồi ta về nhà đi dư nhạt ngáp một cái chợt cũng là phất phất tay tối hôm qua tỉnh sớm hiện tại mới là buổi chiều hắn liền mệt rã rời. Ta dựa vào. Sớm như vậy liền về nhà, ngày mai ngươi nhớ kỹ đến lên lớp A, lại không đến ngươi cuối kỳ chờ lấy rất tính chỉ đâu. Lâm Hạo Nhiên cũng là buồn bực nói, hắn còn nghĩ lấy có thể hôm nay cùng Dương Nhạc một khối bò hố đâu. Biết biết. Dương Nhạc cũng là khoát tay áo, quay người về nhà. Trải qua lần này solo thi đấu, hắn thấy được cái này bật hát livestream hệ thống chỗ thần kỳ, nếu như hắn tiếp tục livestream, đem đạt được viewer hối đoái giải tỏa cái khác chăm đâu. Khi đến lúc đó mình liền thật là có thể treo lên đánh tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp. Mẹ kiếp, quá nửa tháng, lão tử đánh nghề nghiệp đi, mặc phải xem những này vất bức nghề nghiệp đội ngũ mỗi năm đều lấy không được quán quân. Dư nhạc phía trong lòng nghĩ đến bên cạnh về tới nhà của mình, bởi vì cân nhắc đến ban đêm muốn tiếp tục livestream, cho nên khi hạ dư nhạc cũng là thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút, đợi đến hơn 7 giờ tối thời điểm mới tỉnh lại, ăn chút gì liền chuẩn bị bắt đầu bật hát livestream. Chương 15 Nhạc thần online Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nội dung chương không đầy đủ Chương 16 Bị tiểu binh chi phối sợ hãi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 16 Bị tiểu binh chi phối sợ hãi Tiến vào bể đá cổ về sau, đối diện quả nhiên là năm cái thách đấu nhất là đối diện MIG, thế mà chính là bây giờ quốc nội đệ nhất phòng stream đều là hưng phấn không được, không nghĩ tới dương nhạc cái số này điếm elo ấn thế mà cao như vậy, trực tiếp xếp tới quốc nội đệ nhất. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến, GOPA mạnh hơn, có thế mạnh hơn bậc hát dương nhạc A. Dương nhạc liếc nhìn, khóe miệng cũng là dương lên một vòng cười xấu xa, quốc nội đệ nhất thật có lỗi. Ở trước mặt ta đều là rác rưởi nhà mình đồng đội đều là đã mua trang bị đi ra ngoài dương nhạc trực tiếp tiến về miz đối diện năm cái lão thách đấu một cái là zepa còn lại bốn cái đều là quốc nội người chơi nhìn thấy dương nhạc id cũng là một trận nhất cả trứng làm sao lại gặp gia hỏa này tiểu binh chỉnh thể số liệu tăng cường gấp trăm lần zepa liệt vào đầu tiên tập kích mục tiêu dương nhạc biết mỗi một trận trò chơi mình chỉ có ba lần sửa chữa trò chơi số liệu cho nên hiện tại hắn cơ bản đều là dẫn đầu sử dụng hai cái, sợ chính là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cơ hội lần thứ ba liền lộ ra phi thường trọng yếu. Dư nhạc truy cầu chính là một trận cũng không thể thua. Nói đùa cái gì, bậc hát đều có thể thua. Đừng nói chính dư nhạc nhẫn nhịn không được, liền liền người xem đều nhẫn nhịn không được, dạng này mình đâu còn có cái gì phan hâm mộ. Nhìn thấy cái này hai đầu như là khuôn vàng thước ngọc câu chữ xuất hiện tại chát ôn, có thể nghĩ lòng của mọi người tình đều là như thế nào. Quan nhân. Cổ thủ Vũ, ta làm sao có loại cảm giác không ổn. Mà đối diện có thể nhìn hiểu tiếng Trung bốn cái đối thủ, cũng là trong lúc nhất thời bắt đầu đau lòng M I J A đi lên, chỉ bất quá J A chưa quen thuộc tiếng Trung, chỉ có thể là nhìn thấy mình ID, cũng không biết được Dương Nhạc đang nói cái gì. Phòng stream bên trong đều là hoàn toàn sôi trào lên. Ha ha, nhạc thần cái này Quá làm. Đặc biệt đặc biệt, quốc nội đệ nhất muốn bị tiểu binh đập chết. Cho đến ngày nay, sinh động trong xung môn cham mới là nhớ tới, mảnh này hẻm núi chân chính chủ nhân là ai. Ta có chút đau lòng Geopea, tăng cường gấp trăm lần số liệu tiểu binh, có thể hay không lập tức chết luôn Geopea. Ta cảm thấy có thế. Trong lúc nhất thời, các loại mạo xưng ác thú tính suy đoán nhau nhau hiện ra tại phòng stream hiện tại quan sát livestream fan hâm mộ đều rất là chờ mong nhìn thấy cái này không người có thể rung chuyển quốc nội đệ nhất người chơi. Lại bại bởi một tên lính quèn, lại sẽ là như thế nào đặc sắc một màn. Một phút 54 giây, đàn lính thuận lợi đi tới đường bên trên, nhưng mà phòng stream bên trong người xem nhìn xem tiểu binh thuộc tính đều là cười rút. Tiểu binh mấy vạn lượng máu, vượt qua bốn chữ số công kích. Còn thế nào chơi? Nhà mình đồng đội biểu thị cũng là rất phiền muộn cái khác hai đầu đường đối thủ cũng càng là phiền muộn. Bởi vì dư nhạc sửa chữa chính là tiểu binh, là ba đầu đường tiểu binh đều chiếm được chỉnh thể tăng cường. Đối với loại tình huống này, đối diện còn thế nào chơi? Đứng đấy cho ngươi A ngươi cũng A bất tử một cái. Tại bóc đối diện tiểu binh bị nhà mình tiểu binh cho gõ một chút liền không có. Mà tại MIJ, JOPA tuyển chính là một cái thần bại TS, vốn đang tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị đi đường mà ở đàn lính xuất hiện một nháy mắt đối diện tiểu binh lại là vòng qua nhà mình tiểu binh mục tiêu tự như là hắn zeropêa có chút mộng bức đây là có chuyện gì vì cái gì tiểu binh ở giữa không công kích lẫn nhau mình nhưng cái gì cũng còn không có làm thế nào lại là hấp thu tiểu binh cừu hận ngay tại lúc zeropêa mộng bức thời điểm một cái cận chiến tiểu binh đã là đi tới bên cạnh hắn lập tức người tiểu binh này bất quá là giơ tay lên bên trong vũ khí sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức GPA màn hình liền trở nên đen trắng. Mà biểu hiện trên màn ảnh thì là dư nhạc đánh giết. Phớt bơ trực tiếp sinh ra, cái này chúng vọng sở quy phớt bơ chỉ là đến quá nhanh, nhanh đến phòng stream rất nhiều fan hâm mộ đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, ta đã nói, lập tức liền chết luôn GPA. Như vậy vấn đề tới, GPA hiện tại bóng ma tâm lý diện tích là nhiều ít. Ha ha, quá xấu, đoán chừng này lại dơ là hoàn toàn không dám đi ra đi. Không không không, ta cảm thấy hắn hiện tại là vẫn còn đang suy tư vì cái gì mình sẽ chết tại một tên lính quèn trong tay, đầu người vẫn là đối diện m i -G. Dư nhạc tiếp xuống chuyện gì cũng không cần làm, đàn lính. Tại nhà mình bên này tăng phúc gấp trăm lần tiểu binh trước mặt, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản. Bình thường tiểu binh tại trước mặt đều là sống không quá một giây, mà lúc này jerupia cũng là lại lần nữa về tới đường lên hắn tại chác ôn đánh một cái dấu hỏi hiển nhiên là không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn bốn cái đồng đội lúc này đều là đã bỏ đi chống cự trực tiếp lựa chọn biến về trong bệ đá cổ ở lại bằng không này làm sao chơi lúc đầu đi đường chính là thực lực tương tự người chơi hiện tại đến như vậy một cái gấp trăm lần tăng phút tiểu binh cái này khiến bọn hắn chơi như thế nào nhà mình tiểu binh hoàn toàn sống không qua một giây mà tiểu binh chết về sau, như vậy liền đến phiên bọn hắn, không nói là cấp một bọn hắn, liền xem như cho bọn hắn mát cấp sáu món tình huống, cũng chơi không lại loại này tiểu binh A, nhất là trả lại hắn A không phải một cái, mà là một đám. Làm một lão thách đấu, các nàng tình nguyện lựa chọn tại bệ đá cổ treo máy cũng không vui chết tại một tên lính quèn trong tay, vậy quá mất mặt. Mà tại MIJ bên này, Zeopea lần nữa về tới đường bên trên, nhưng hắn nhìn thấy lại là một bộ để hắn không cách nào tin tình huống, đầy máu trụ không nhìn được bọn này tiểu binh ba năm lần liền trực tiếp chính là không có, sau đó theo mình xuất hiện bọn này tiểu binh như là ngửi thấy mùi máu tươi xài lan. Ua lên, cái này khiến Zeopea rất là nhức cả trứng, muốn về sau rút lui, nhưng sau lưng hắn tối thiểu có ba đợt lính. Mỗi một cái đều là tăng phúc gấp trăm lần tiểu binh, Zeopea xuất hiện trực tiếp chính là bị khóa định, sau đó như ông vỡ tổ vọt tới, Op căn bản không chạy nổi những lính quen này tại trước mắt bao người Gepia thậm chí là giao ra một cái tóc biến flash mới là kéo ra hắn cùng lấy tiểu binh trực tiếp khoảng cách nhưng là hắn không có nghĩ tới là những lính quen này căn bản chính là không có để ý tới trụ ngược lại là trực tiếp cùng lên đến rút về trụ 2 còn đang truy Gepia có chút nhất cả trứng lại tiếp tục triệt thoái phía sau về tới sân nhà mẹ nó còn đang truy một đoàn địa phương tiểu binh trùng trùng điệp điệp vọt vào sân nhà, cái này. Geopea cuối cùng lại là chết thảm tại nhà mình sân nhà trụ phía dưới, lần này Geopea liền xem như lại nhìn không hiểu tiếng Trung, cũng biết cái này có gì đó quái lạ. Bởi vì là cấp 1, hồi sinh thời gian rất nhanh, lần này Geopea học thông minh, trực tiếp chính là không ra bệ đá cổ, hiện tại hắn xem như vì cái gì minh bạch nhà mình bốn cái đồng đội sẽ là từ bỏ chống lại. Đây quả thực cũng không phải là người có thể chống lại được chứ. Điểm một cái tiểu binh thuộc tính số liệu, Geopea hoàn toàn là mặt âm trầm, cái này chơi mẹ nó ai chơi. Nhưng mà càng thêm bi kịch một màn lại là xuất hiện, tiểu binh cũng không có mấy lần rút lui, mà là từ từ vây quanh bệ đá cổ. Bởi vì Geopea còn sống, liền có thể hấp dẫn tiểu binh cừu hận, lần này tình huống nhưng chính là khôi hại, những lính quèn này trực tiếp chính là khiên trụ công kích mắt thấy là phải xông vào trong suối nước. Chương 17 Thách đấu cao thủ, Master, sợ như chó. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 17 Thách đấu cao thủ, Master, sợ như chó phòng stream bên trong toàn bộ đều là cười ra tiếng, nhào nhào lại là một sóng lớn cá viên, tương tác, khen thưởng. Trang cảnh quá khôi hài, cái này một đoàn tiểu binh trực tiếp chặn lấy bệ đá cổ vậy thì thôi, nhưng nhìn bộ dáng còn muốn trực tiếp đánh chết Zephyr phải biết Zephyr đến nay vẫn là cấp 1, mà những lính quen này là trải qua gấp trăm lần tăng phúc bây giờ loại tình huống này có hơn vạn hp giá trị tiểu binh có thể không chút kiên kỵ xông vào bệ đá cổ coi như bệ đá cổ sẽ công kích tiểu binh nhưng bệ đá cổ mỗi một cái công kích đều chẳng qua là một ngàn điểm chân thực tổn thương tại một cái hơn vạn hp tiểu binh trước mặt cái này một ngàn điểm chân thực tổn thương chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Lập tức màn hình lần nữa truyền đến Zeopea bị đánh giết tin tức. Zeopea đều mộng bức, muốn hay không đáng sợ như vậy. Nhưng mà nhìn xem tấm màn đen màn hình hắn, đã là không biết nên nói thế nào. Mà càng thêm trí mạng là, cái khác tiểu binh cũng là đem mục tiêu công kích đặt ở Zeopea cái khác đồng đội trên thân. Cái này bốn người sớm đã là lựa chọn treo máy tại bệ đá cổ xem kịch, chỉ bất quá Zeopea tại bệ đá cổ bị giết thời điểm, bọn hắn trông thấy mấy tên lính quen lại là đối bọn hắn vung lên vũ khí trong tay thời điểm, cả người đều trở nên không vui. Này này, ta là vô tội. Mẹ nó. Còn phách lối như vậy sao? Lập tức, trên màn hình trực tiếp truyền đến năm vết đẫm máu thông cáo, đối diện năm cái thách đấu cấp bậc tuyển thủ toàn bộ là bị trắng trong bệ đá cổ bị Dương Nhạc cầm một cái năm vết. Mà Dương Nhạc bản nhân thì là vội vàng hủy đi trụ, đối diện năm người đều lựa chọn từ bỏ lại kéo dài thêm nhưng là không còn ý tứ, nhưng mà hắn phòng stream người xem đều là không ngừng mà thúc giục Dương Nhạc đem ống kính dời bệ đá cổ bên kia đi. Nhạc thần, ta muốn nhìn ngươi tiểu binh, không nên nhìn ngươi. Nhanh nhanh nhanh, ta muốn nhìn Zeopea bị tiểu binh giết hình tượng. Đúng đấy, không cho nhìn liền lui đặt trước đi một đợt. Nhìn xem những này phát rồi nhắn lại, Dương Nhạc cũng là dở khóc dở cười, vừa vặn có một đợt đàn lính đi tới, những lính quèn này không có tiếp tục xông lên sân nhà, ngược lại là bắt đầu hủy đi trụ, còn hắn thì khống chế nhân vật trực tiếp lợi dụng chuyển vị kỹ năng nhảy lên sân nhà. Hiện tại một màn này có thể nói là rất được hoan nghênh, đối diện năm người cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ, cơ hồ là hồi sinh liền bị vô tình tiểu binh cho miễu sát. Một tên lính quèn sát bên bệ đá cổ công kích cũng phải lần lượt gần 10 cái mới chết. Nhưng mà đây chỉ là một tiểu binh tử vong thời gian, Duy chỉ có lấy bệ đá cổ trọn vẹn là có hơn 10 tiểu binh, thoáng một cái liền lộ ra rất tàn khốc. Liền liền đây hết thảy kẻ đầu tiêu dương nhạc, cũng là mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, đối diện năm người đều đã là chết lặng, thậm chí là hai tay rời đi bàn phím, cái này còn có thể làm cái gì? Vừa hồi sinh liền bị tiểu binh đập chết, quả thực chính là thảm không nỡ nhìn một màn. Geopea tại livestream, hắn mộng bức, trước mắt một màn này. Để hắn không biết nói cái gì, liền liền hắn phan hâm mộ đều là than thở một tiếng, cái này có biện pháp nào? Ai bảo Zepia gặp Dương Nhạc, thậm chí đã là có phan hâm mộ nói cho phiên dịch để Zepia đừng đẩy, lại sắp xếp đi xuống, gặp Dương Nhạc vẫn như cũ sẽ là chết rất thảm, thắng thua không quan trọng, chỉ bất quá liền đường đường quốc nội đệ nhất, lại là luân lạc tới bây giờ mức này, bị người bật hắc dùng tiểu binh chặn lấy bệ đá cổ miễu sát, thật là có tổn hại uy danh dư nhạc nhà mình bốn cái đồng đội đều là cùng nhau đánh ra một loạt im lặng tuyệt đối, riêng phần mình trong lòng hiển hiện một vòng may mắn. May mắn dư nhạc là đồng đội mà không phải đối thủ, bọn hắn đều là mở ra livestream, có hết mấy vạn người quan sát, ngẫm lại mình nếu là tại cái này mấy vạn người trước mặt bị tiểu binh chặn lấy bệ đá cổ miễu sát, loại cảm giác này cũng đừng có quá chua thoải mái. Tại trong bọn họ tâm một cái duy nhất ý tưởng giống nhau chính là Hôm nay tuyệt đối không thể xếp nói đùa cái gì có dư nhạc gia hỏa này tại chơi như thế nào Tencent khóa không khóa hắn a là một chuyện nhưng lại như thế sắp xếp xuống dưới dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình là xếp tới dư nhạc bên này vạn nhất đến đối diện đâu vậy coi như là bạch bạch rơi phân loại sự tình này đối với bọn hắn loại này lão thách đấu tới nói quá ăn thiệt thòi ân ừ, đợi chút nữa thay cái tiểu hào đi đánh đây là trong bọn họ tâm cùng một cái quyết định cuối cùng tại một đám tăng phúc gấp trăm lần tiểu binh trước mặt cái này cái gọi là sân nhà trụ nhà chính cửa nhỏ, đều như là giấy đồng dạng căn bản nhìn không được tiểu binh mấy lần công kích chính là hoàn toàn hóa thành phế tích cuối cùng biểu hiện dương nhạc bên này chiến thắng mà đối diện với hắn năm người mới là lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc đây quả thực là chịu tội a à, không có cái gì sau so đây càng thêm sỉ nhục sự tình trò chơi kết thúc trở lại giao diện về sau chính người nhanh chóng rút lui gian phòng, vội vàng là offline, cùng một thời gian toàn bộ xô lao queo, hàng chờ đơn đôi, cao thủ, master, tổ trở lên người chơi đều là như lâm đại địch, nhau nhau là offline, offline, treo đại sảnh đi xem phim xem phim, không ai dám ấn mở trò chơi. Nhạc thần, nhanh. Nhanh bắt đầu hạ một cái. Đúng đấy, chúng ta muốn tiếp tục nhìn tiểu binh trắng bệ đá cổ. Trên lầu, có chút ý mới a à? nhạc thần mỗi lần đều chấp nhận là khác biệt mới là nhục nhã đối diện, tiểu binh loại này dùng qua, hạ một cái khẳng định chính là mới phương thức. Chờ mong mới phương thức. Nhạc thần cho ngươi đến sống cá viên, tương tác, trợ trợ hứng. Lập tức, liên tiếp cá viên, tương tác, đạo cụ nhau nhau soát màn hình, dương nhạc nhìn xem hệ thống giao diện kia không ngừng phi tốc trướng động view hồi giá trị, vui vẻ trong lòng, nhìn cái này tăng trưởng tốc độ, tự hồ mình livestream đến 12 giờ, liền không sai biệt lắm là có thể lại giải tỏa sau một khắc chăm. Ngẫm lại đều là gai kích, tùy ý chăm đến thế giới N0.1 trình độ. Đợi một thời gian, hắn dư nhạc chính là một cái chân chính toàn năng tuyển thủ, ai còn dám ở trước mặt hắn làm càng. Đến lúc đó coi như không ra hắc, mình cũng có thể nghiện ép tất cả mọi người. Đương chức nghiệp chiến đội tuyển thủ. Thay người trong nước cầm xuống một cái chân chân chính chính ép hệ liệt quán quân đây mới là dương nhạc mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ bất quá trước đây sách là cần dương nhạc mau chống trưởng khống càng nhiều cham, chỉ có dạng này mới có thể để dương nhạc tại mặt kệ đối mặt ai thời điểm, đều có thể giữ cho không bị bại chi địa. Cho nên khi hạ hắn cũng là ứng người xem yêu cầu, trực tiếp điếm kích tiếng vào đội ngũ. Một phút chuông quá khứ. Năm phút đồng hồ trôi qua. Dương nhạc nhíu nhíu mày, tuy nói cao thủ, master, khó mà xếp tới đội ngũ, nhưng đây là solo lao queo, hàng chờ đơn đôi, a à, toàn bộ cao thủ, master tổ thêm thách đấu tối thiểu có hai, ba ngàn người đặt cơ sở, đây cũng là ban đêm giờ cao điểm, làm sao lại sắp xếp không đến người? mà dương nhạc không biết là giờ này khắc này toàn bộ solo lao queo, hàng chờ đơn đôi, người chơi cấp cao thủ, master đều lựa chọn offline hoặc là treo đại sảnh, không ai dám bắt đầu hàng chờ, sợ không cẩn thận liền xếp tới dương nhạc như vậy việc vui nhưng lớn lắm. 10 phút 30 phút Đợi chừng nửa giờ sau, Dư Nhạc cũng là không giữ được bình tĩnh, phòng stream đã sớm nổ đi lên. Ta nghe nói, chúng cao thủ cũng không dám đẩy. Quan nhân tại livestream chơi đánh bài. Cổ thủ vũ mẹ nó đang kể chuyện cũ. Chia năm năm đâu. Hắn giống như ở trong game, mở nhanh lên. Mẹ nó. Những này cao thủ, master, làm sao như thế sợ? Dư nhạc nhìn màn ảnh, cũng là có chút tức giận, bọn gia hỏa này thế mà đều sợ hãi offline rồi. Vậy mình nhưng làm sao xử lý? Không ai sắp xếp, vậy hắn làm sao tấn thăng đến quốc nội đệ nhất, không được, nhất định phải có cái biện pháp giải quyết. Chương 18 Đã như vậy vậy liền để ta trở thành một tên tiểu binh đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 18 đã như vậy, vậy liền để ta trở thành một tên tiểu binh đi. Bất tri bất giác, dư nhạc đã là tại trong đội nhóm tiến hành 40 phút chờ. Nhưng vẫn là không có đi vào. Dư nhạc thông qua xem phục ba, cũng là biết xô lao queo, hàng chờ đơn đôi, chúng cao thủ bắt đầu sợ hãi, căn bản chính là không sắp xếp. Mẹ trứng, bọn này sợ hàng, dạng này lão tử làm sao tấn thăng quốc nội đệ nhất. Dư nhạc không khỏi mắng thầm, liếc nhìn phòng stream người xem đã là bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, dù sao đợi hơn 40 phút không có bắt đầu, đối với bọn hắn mà nói cũng là không có ý nghĩa tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xếp hàng. Dư nhạc lần này cũng kiềm chế không được, đó là cái vấn đề mà lại sớm muộn đến giải quyết, bằng không về sau hắn làm sao livestream. Mỗi ngày đi lên đánh một cái, khiến cái này cao thủ, master, biết mình online, lại sẽ là như là hiện tại như vậy, căn bản không dám vào nhập trò chơi hệ thống hệ thống ra vậy phải làm sao bây giờ dư nhạc chỉ có thể là xin giúp đỡ trong cơ thể mình hệ thống nếu không vậy nhưng làm sao bây giờ quả không phải hệ thống tại sao một lát cũng là cấp tra hồi âm vật dẫn thế giới sửa đổi quy tắc bên trong mời túc chủ chờ một lát đại khái là nửa phút về sau một đạo đinh thanh âm nhắc nhở dư nhạc mà lúc này hệ thống cũng nhắc nhở vật dẫn thế giới quy tắc sửa đổi hoàn tất túc chủ có thể tiếp tục livestream. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, dư nhạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chợt vội vàng mở ra hệ thống giao diện thẩm tra một chút, hắn hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, hệ thống sẽ là làm ra cái gì sửa đổi, chẳng lẽ lại để cho mình cưỡng ép tiến vào kim cương một đội ngũ. Phải biết LOL cái trò chơi này, điểm ELO ấn là một cái rất trọng yếu nhân tố, mình loại này điểm ELO ấn, lại thế nào sắp xếp không đến người cũng sẽ không là tiến vào kim cương một tranh tài bởi vì là trò chơi không cho phép. Nhưng mà, đương dư nhạc nhìn thấy hệ thống mới tăng nói rõ thời điểm, cả người đều là nhìn không được bật cười. Vật dẫn liên minh huyền thoại. Túc chủ có thể lựa chọn gia nhập cái nào đó ai đi tranh tài, hóa thân trở thành trung lập sinh vật, hoặc là trở thành một đội nào tiểu binh, thắng được tranh tài, đối diện 5 người thắng điểm đều quy về túc chủ. Nhìn đến đây thời điểm, dư nhạc não hãy nhìn không được não bổ, mình hóa thân rồng, thậm chí là hai phe tùy ý một phương tiểu binh đến thu hoạch được trò chơi thắng lợi. Như vậy, chỉ cần Dương Nhạc trợ giúp phía kia chiến thắng, đối diện 5 người thắng điểm liền sẽ thống nhất thêm tại Dương Nhạc cái này trên tài khoản, cái này thuộc về biến tướng một loại cướp đoạt. Dương Nhạc khóe miệng nín cười, dạng này liền trở nên thú vị, mình có thể gia nhập người khác trò chơi A, quả thực chính là quá mạnh. Nhìn về phía cao thủ, Master, phân khúc người chơi danh sách, Dương Nhạc cười hắc hắc cứ như vậy ai còn có thể ngăn cản hắn tấn thăng đến quốc nội đệ nhất đã chúng cao thủ không chịu sắp xếp vậy chúng ta thay cái biện pháp dư nhạc tại mình phòng stream đánh xuống câu nói này để chờ đợi đều nhanh ngủ rất nhiều người xem trong nháy mắt liền lên tinh thần nhạc thần là dự định chơi ác trăng thấp hơn sao ác trăng thấp hơn rất không ý tứ quốc nội nhiều như vậy khu chúng ta thay cái khu đi đánh đi trên lầu sb quốc nội liền ngoại trừ xô lao queo hàng chợ đơn đôi, cái khác đều là người cơ khu, có ý gì? Người mới SB, điển hình một khu cốc có thể đánh chết khu khác thách đấu lý luận. Ha ha, đều chớ quấy rầy, nhìn nhạc thần tiếp xuống chơi như thế nào? Lúc này, hiện ra tại dư nhạc trên màn hình trò chơi clean đã là phát sinh biến hóa, nhiều hơn một cái lục soát tuyển hạng, ý là chỉ cần đưa vào cái nào đó người chơi ID, liền có thể là gia nhập cái này ID trong trò chơi, sau đó dư nhạc phán đoán gia nhập phương nào. Về phần gia nhập ai, dư nhạc cũng là tạm thời không nắm được chú ý. Lúc này hắn nhìn một chút đuôi chấm công trang đầu, đương nhiên đập vào mi mắt chính là hắn phòng stream. Tại hắn bên dưới còn có nhân số khá nhiều còn có một cái là tiền thế giới Á quân M.I.G. ngủ ngủ khai tranh tài. Ấn mở xem xét, ngủ ngủ khai đang đánh một cái ác trăng thấp hơn, kim cương một đến cao thủ, master, trực tiếp tranh tài, hơn nữa còn là ngược gió. Dư nhạc trở về mình trò chơi cơ linh trực tiếp thâu nhập ngũ ngũ khai hiện tại cái này ác trăng thấp hơn id lập tức hình tượng đột nhiên biến đổi trực tiếp tiến vào lốt điên hình tượng cơ mơ nờ theo dõi trận đấu chờ một chút cái này id khá quen là ngũ ngũ khai cơ mơ nờ theo dõi trận đấu làm cái lông a không đúng lắm giống như không phải theo dõi trận đấu đi nhạc thần thế nào lại là không có việc gì mang bọn ta theo dõi trận đấu mà thừa dịp phòng stream bên trong đám người chữ bậy thời điểm Dương Nhạc đã là hoàn thành tuyển hạng lựa chọn, tại lúc điên giao diện thời điểm, hệ thống sẽ là để hắn lựa chọn gia nhập bên đội xanh vẫn là màu đỏ đội, hoặc là trở thành trung lập sinh vật. Dương Nhạc nhìn thoáng qua, ngủ ngủ khai bên này là bên đội xanh, liền gia nhập bên đội xanh trận doanh, hơn nữa là trở thành một tên lính quèn. Lúc điên hình tượng hoàn tất, trực tiếp tiến vào trò chơi, mà Dương Nhạc phát hiện mình đã là hóa thành một tên lính quèn, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, nhưng là... Đừng quên, hắn có ba lần trò chơi sửa chữa cơ hội. Mà lại hắn phát hiện, mình hình tượng cùng chăm giống nhau như đúc, có sáu cái trang bị ngăn chứa. Nói cách khác, hắn đồng dạng cũng là có thể mua trang bị. Phòng stream bên trong đông đảo người xem đầu tiên là sững sờ, cùng nhau trầm mặt mấy giây về sau, mới là trực tiếp bộc phát ra. Cơ mờ nờ, nói cho ta, ta không phải mù, không đúng. Ai đến nói cho ta, đây không phải ảo giác nhạc thần, bật hát ta chỉ phục hắn. Ha ha ha, hóa thân tiểu binh, cái này 6666, wow. Ông trời ơi! Cái này quá chơi ác đi, còn có thể gia nhập người khác trong trò chơi trở thành một cái cùng loại chăm tiểu binh. Vậy nhưng thật là lấy nhiều khi ít. Streamer, chủ phòng, làm chết đối diện MIJ, đối diện bên trong giả là người Hàn Quốc. Cùng một thời gian, phòng stream cũng là hoàn toàn sôi trào lên, những cái kia lúc trước trời đi người xem cũng là lần nữa tụ tập trở về, nhìn thấy Dương Nhạc Thao túng chính là một tiểu binh, cũng thế. Hoàn toàn im lặng. Thậm chí đã có người bắt đầu chạy đến ngủ ngủ khai phòng sim bên trong, bắt đầu soát, đây là một trận tiểu binh trò chơi. Mới đầu rất nhiều người đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo đến soát người càng đến càng nhiều, để ngủ ngủ khai cũng là chú ý tới, không khỏi nhíu mày. Ngủ ngủ khai cái này ở vào bên đội xanh hắn tuyển chính là cái m i -E nhưng là một mực là bị focus mà lại nhà mình đồng đội phát huy cũng không hề tốt đẹp gì đã là rơi ở phía sau rất nhiều hiện tại chỉ là đang khổ cực liều chết mà thôi thua là chuyện sớm hay muộn nhưng mà lúc này tại bên đội xanh có một con tiểu binh cực kỳ không thích sống chung đi ra ngoài đây chính là dương nhạc ba lần sửa chữa cơ hội dương nhạc trực tiếp dùng để gia tăng đi ra ngoài vàng cùng gia tăng gấp trăm lần tăng phút một nháy mắt phía dưới, dư nhạc chính là lắc mình biến hóa, trở thành một cái có được sáu món gấp trăm lần tăng phúc tiểu binh. Hiện tại trận này trò chơi đã là tiếp cận hơn 30 phút, đã coi như là bắt đầu tiến vào hậu kỳ, cho nên dư nhạc cái này một thân thuộc tính trang bị, cũng là không tính quá biến thái. Khả năng chính là bình a z không được hàng phía trước mà thôi. Mua xong 6 món, nhìn xem thuộc tính của mình, dư nhạc hài lòng thuận m i đàn lính đi ra ngoài chi tiết này tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới. Chương 19 Chờ chút người tiểu binh này có điểm gì là lạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 19 Chờ chút, người tiểu binh này có điểm gì là lạ lúc này, M.I.G. đã là không có trụ hai, bên đội xanh bên này đã là lùi bước đến cao thấp trụ, có thể nói là hoàn toàn chỗ tại thế yếu. Dư nhạc nhìn một chút đại khái đội hình. Bên đội xanh. Top Driven m z z dùng GV4 bot hai người tổ hợp là l u Màu đỏ đội Top f i dùng l bot 2 người tổ hợp là s i Nhìn thoáng qua phòng stream ngôn luận, khán giả nói đối diện m dùng là người Hàn Quốc, bên trong rừng duo cùng nhau. Cơ hồ là từ vừa mới bắt đầu chính là đem bên đội xanh treo đánh mà bên đội xanh bên này chỉ có một cái ngũ ngũ khai số liệu vẫn là bình thường điểm, nhưng mà cũng không có gì trứng dụng, bởi vì hắn một mực bị focus, mà nhà mình đồng đội lại là các loại mê, hiện tại liền thủ một đợt sân nhà, nếu như vứt bỏ, ngũ ngũ khai đều dự định đầu hàng. Ngũ ngũ khai phòng stream bên trong, ngũ ngũ khai buồn bực điều khiển FIZZ, cùng khán giả thổi ngưu bức nói. Ta cùng các ngươi giảng, cái này thật không phải là ta phê cùi, đối diện dung làm sao focus Star cũng không cần nói đi cấp hai kia một đợt không phải lão tử cơ trí tốc biến flash liền bị chơi chết ai đều là đồng đội phiết bằng không nơi nào sẽ khó như vậy đánh ngủ ngủ khai hoàn toàn như trước đây tại vung nội mà lúc này giờ phút này song phương cũng là bắt đầu cuối cùng một đợt tiến công cùng phòng thủ dư nhạc tiểu binh lặng lẽ xâm nhập vào tiểu binh bên trong nhưng mà lúc này hắn bắt đầu chệch hướng đàn lính quay người đi vào bên đội xanh khu vực trường bởi vì hắn thấy được đối diện AJC SIVIR vừa mới đi cướp trét lên. Liền ngươi, huynh đệ, run rẩy đi. Dư nhạc khóe miệng dơ lên một vòng ý cười, cũng là như là cham, trực tiếp tìm nhập nhà mình khu vực rừng, vừa đến nhà mình bụi thành tinh đỏ phụ cận, quả nhiên là nhìn thấy cái này SIVIR đang đánh bụi thành tinh đỏ. Lúc này ngủ ngủ khai, vô ý nhìn lướt qua bản đồ nhỏ, phát hiện có cái màu lam tiểu binh lại là đi vào nhà mình khu vực rừng, cũng là không khỏi ồ lên một tiếng nói làm sao có tiểu binh đi vào khu vực rừng đáng tiếc hiện tại không dám đi ra ngoài bằng không có thể đi khu vực rừng âm một đợt tại khu vực rừng sivir ngay tại tràn đầy phấn khởi trọng cái rét nhưng mà quay người thấy được một cái bên đội xanh tiểu binh lại là đi theo phía sau mình mặc dù cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp cảm giác vô ý thức bình a à quá khứ muốn mang đi người tiểu binh này dù sao cũng là đáng tiền mà lúc này để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh mình một cái bình a quá khứ chỉ là tuôn ra một cái hai chữ số tổn thương ta dựa vào sivir trong nháy mắt chập mạch cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt phải biết hắn hiện tại đã là năm món lớn đánh vào tiểu binh trên thân mới mấy chục tổn thương nhưng mà sự thật lại là tàn khốc còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần dương nhạc điều khiển tiểu binh đã là đi tới trước mắt của hắn giơ lên trong tay vũ khí hung hăng rơi xuống. Màu đỏ số lượng bỗng nhiên bạo tạc hiện ra, SIVIR trực tiếp chính là hóa thành một đạo sáng mang liền nằm trên mặt đất. Cơ cái này tốt khôi hại, ta muốn quay xuống. Nhạc thần thật là đáng sợ a. À? Ha ha, ta đoán hiện tại trong trò chơi 10 người đều mộng bức. Dư nhạc phòng stream bên trong cũng là lập tức cười phun ra, một cái năm món lớn ác cứ như vậy bỗng chốc bị dư nhạc cho chết luôn. Cái này quá giật thoáng một cái đối diện đoán chừng sẽ là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quả không phải, tại SIVIR tử vong về sau, trực tiếp chính là chạc ôn đánh một cái dấu hỏi ra, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được mình tại sao lại bị một tên lính quèn cho giết sự thật. Trong trò chơi hiển hiện màu đỏ đội SIVIR chết bởi bên đội xanh tiểu binh trong tay, cũng là để đám người hơi sững sờ. Ngủ ngủ khai lập tức tinh thần chấn động, đánh chữ nói. Đi đi đi, ba ron đi, đối diện chết AJC, muốn hồi sinh tối thiểu muốn hơn 30S. Cái này nhưng mẹ nó là cái lật bàn cơ hội A, đối diện ít người hơn nữa còn là trọng yếu nhất chuyển vận vị trí, cho nên lúc này không đi đánh một đợt ba tròn, tranh thủ lật bàn điểm, sao có thể đi. Lập tức, bên đội xanh bên này 5 người cũng là nhanh chóng tụ tập 5 người, chạy về phía ba tròn vị trí, màu đỏ đội 4 người nhíu mày, muốn mạnh mẽ đánh ba tròn A. Ngăn cản bọn hắn. Sau đó, màu đỏ đội bên này cũng là nhanh chóng làm ra quyết định mặc dù là thiếu đi cái chuyển vận nhưng là chỉnh thể bọn hắn là nghiền ép dù sao ưu thế quá lớn dưới loại tình huống này một khi để bên đội xanh cầm xuống ba ron liền có lật bàn cơ hội ba ron một mực là rất kỳ quái tồn tại rõ ràng ở thế yếu một khi là thu được ba ron thắng lợi thiên bình liền sẽ từ từ khuynh hướng bên này mà lại lớn ưu thế bị cướp rơi ba ron đây đối với sĩ khí đã kích cũng là rất lớn nhưng lúc này mấy người đều không có chú ý tới, có một con bên đội xanh tiểu binh đã là lặng lẽ thoát ly đại bộ đội, lại lần nữa là đi đến ba tròn. Bên đội xanh năm người ngay tại liều chết cầm xuống ba tròn, mà màu đỏ đội bốn người thì là tại bên cạnh bồi hồi không chừng, ý đồ tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ở vào chờ đợi hồi sinh SIVIR mắt thấy một cái màu lam tiểu binh xuất hiện ở nhà mình đồng đội phụ cận, không khỏi trong mắt có chút thích chặt, mẹ, chính là người tiểu binh này các ngươi cẩn thận tên lính kia a sivir vội vàng đánh chữ nhắc nhở nhưng mà đồng đội tại mật thiết chú ý ba tròn lượng máu căn bản là không có chú ý tới sivir nhắc nhở mà lúc này tiểu binh đã là đi tới dung leesin bên cạnh cái này leesin sửng sốt một chút tiểu binh cái quỷ gì lập tức cũng là không có quá chú ý mắt thấy ba tròn lượng máu liền không có hắn chuẩn bị là đi vào đoạt ba tròn nhưng mà sau một khắc dư nhạc liền bắt đầu dạy hắn làm người người hàn quốc đúng không để ngươi nha đắc chí lão tử chơi chết ngươi dư nhạc cười xấu xa địa đạo chợt cũng là điều khiển tiểu binh giơ lên trong tay vũ khí hung hăng gõ một cái bởi vì cái này L-E-E-S-I-N ra không ít phòng ngự trang dư nhạc lần này cũng không có khả năng miệu sát hắn nhưng mà một màn này đã là đầy đủ dọa người một chút liền ít máu cái này l e e -S, s i n chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy mình trong nháy mắt ít máu cũng là giận mắng một tiếng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng. Dương nhạc binh khí trong tay đã là tràn ngập một loại hào quang màu xanh lam, đây là tam hợp kiếm nội tại dấu hiệu. Về nhà nhìn tivi trắng đen đi thôi. Dương nhạc lại một lần nữa bình A rơi xuống, cái này mù loạ trong nháy mắt liền đen trắng, liền skill có thế đều không có phóng xuất liền chết. Leesin bị đánh giết tin tức trong nháy mắt mà hiện lên trên Summon rip, mặc kệ là bên đội xanh hay là màu đỏ đội người đều là lần nữa mộng bức. Bên đội xanh tiểu binh đánh giết màu đỏ đội Leesin. Thảo, nhìn cái gì đâu, đối diện dung chết rồi, tranh thủ thời gian xử lý ba tròn A. Ngũ ngũ khai không nghĩ quá nhiều, đây quả thực là cơ hội trời cho A. Chương 20 Chết yếu người tiểu binh này huyền thoại, legenda. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 20 Chết yểu, người tiểu binh này huyền thoại, legenda Lúc này, chết cái dung cùng AJC màu đỏ đội bên này lại thế nào ưu thế nghiền ép cũng không dám tùy tiện lao xuống đi Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tròn bị cướp đoạt Ngủ ngủ khai lúc này hưng phấn ghê gớm Tại hơn 30 phút, một đầu ba tròn đại biểu cái gì? Sống sờ sờ lật bàn hy vọng a à thế mà dạng này cũng có thể cho hắn tục một đợt mệnh. Người xem các bằng hữu, ta đến nói cho các ngươi biết, ngay tại lúc này phải tỉnh táo mới có thể lật bàn. Ngủ ngủ khai trông thấy cầm xuống ba tròn, giữa sông phương chênh lệch càng ngày càng ít, lập tức lại bắt đầu thổi lên ngưu bước đi lên, mặc dù trong lòng của hắn cũng là rất hiếu kỳ vì cái gì đối diện AJC cùng Dung sẽ chết tại một tên lính quèn trên tay. Nhưng mà hắn rất cơ trí muốn xem nhẹ quá khứ, bất quá hắn phòng stream bên trong rất nhiều người xem đều là hoàn toàn sôi trào lên, không ngừng mà soát lấy nhạc thần uy vũ loại hình. Xấu mở, đừng giả bộ bức, là nhạc thần, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Đúng đấy, còn đang không muốn mặc thổi, tranh thủ thời gian, thì giác dời dời một điểm, ta muốn nhìn nhạc thần. 6666, wow, người tiểu binh này ta cho 10 điểm. Móa, ta muốn nhìn tiểu binh, nhìn ngươi làm chủ ý a. À. Không đổi ta liền đi nhạc thần bên kia. Vậy mà lúc này, ngũ ngũ khai lập tức phát hiện mình phòng stream nhân số ít tiếp cận một nửa, lại ngó ngó nhắn lại, lập tức có chút lúng cúng, nhạc thần chính là hôm nay huyên náo sôi trào bừng bừng cái kia bật hát livestream gia hỏa. Dựa vào. Gia hỏa này ở đâu? Phải biết vì tránh đi hắn, mình buổi tối hôm nay livestream mới là đánh một đợt ác trăng thấp hơn nhưng mà hắn con chuột tò mò rơi vào cái kia đứng tại trong lòng sông mặt tiểu binh lập tức cả người nghĩ mật đạt hơn vạn hp hơn ngàn công kích sông kháng mấy trăm trả lại hắn meo tự mang sáu món tiểu binh ta dựa vào thứ đồ gì ngũ ngũ khai nhịn không được quỷ kêu lập tức tại đội ngũ bên trong đánh chữ nói vì cái gì chúng ta nhà mình có cái sáu món tiểu binh các đội hữu mới đầu mộng bức một chút mà ở ngũ ngũ khai nhắc nhở dưới bọn hắn đều là chú ý tới cái này không giống bình thường tiểu binh, đều là hóa đá ngay tại chỗ. Mà đối diện lúc này cũng là chắc ôn phát tới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói lần thứ nhất đánh chết SIVIR thời điểm, không có người chú ý, như vậy cái này lần thứ hai tại trước mặt nhiều người như vậy đánh chết cái dung, cái này coi như thật có chút càng rỡ. Khai ca, các ngươi bên kia tiểu binh là cái quỷ gì? Không phải đâu, khai ca, các ngươi bên kia có người gian lận. lập tức đối diện cũng là chất vấn, ngũ ngũ khai vội vàng là đánh chữ giải thích nói. Cơ mơ nờ đại huynh đệ nhóm, cái này cũng mặc kệ chuyện ta a, à, các ngươi xem hắn ai đi, vì cái gì hắn tiến đến rồi. vậy mà lúc này dư nhạc cũng là chậm chậm đánh chữ nói. xấu mở ngậm miệng, bản đại gia đến cứu vãn ngươi. ngũ ngũ khai lập tức nổi giận, mình tốt xấu là thế giới á quân thế mà trả lại hắn meo bị tên lính quèn xem thường cái này có thể nhẫn nhạc thần ngươi bật hát còn có thể mở đến người khác trong trò chơi đến đây là mấy cái ý tướng ngũ ngũ khai phát ra phẫn nộ chất vấn nhưng mà dương nhạc lạnh nhạt trả lời không vui vậy ta đi màu đỏ đội a à? ngũ ngũ khai thần sắc kịch biến mơ nơ còn có thể đi màu đỏ đội đây quả thực là có chút quá phần đi nhưng mẹ nó. Cái này nếu là muốn gia hỏa này chạy đến màu đỏ đội, chẳng phải là lập tức liền có thể giết một người. Không được. Tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Nhạc thần, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ngươi lão vui vẻ là được rồi. Ngủ ngủ khai có chút sụp đổ, nhưng mà hắn không muốn thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tiểu binh này nghênh ngang chạy đến nhà mình quái cơ rút cổ đại, lập tức đập chết lấy bùa nhạc thần, ngươi thật giống như không cần bờ lù búp đi. Ngủ ngủ khai khóc không ra nước mắt. À, thuận tay mà thôi. Nhạc thần, cho điểm đàn lính ta. Ngậm miệng, ta đây là giúp ngươi dọn đường. Có dư nhạc quan minh chính đại gia nhập về sau, giữa sân thế cục trong nháy mắt chính là đạt được rất lớn nghịch chuyển. Tất cả mọi người là có thể nhìn thấy giờ này khắc này dư nhạc quan minh chính đại xâm lấn đến đối diện khu vực trường. Tất cả tài nguyên đều là thu quát quá đi, đối diện m, -M không cẩn thận gặp Dương Nhạc, trực tiếp chính là bị Dương Nhạc một cái búa đập chết. xâm lấn xong khu vực trừng nằm vùng sát nhân chi về sau, Dương Nhạc liếc nhìn trông thấy đối phương tốt thế mà còn đang lên đường mang đường, cũng là cười hắc hắc, trực tiếp chạy tới. Màu đỏ đội tóc trông thấy đột nhiên có tên lính quèn từ trong bụi cỏ nhảy lên ra, vô ý thức cảm giác được không ổn, nhưng mà Dương Nhạc cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp tiến lên chính là vung mạnh một chút trực tiếp không có 4 phần 5 lượng máu. Gia hỏa này xương cốt thật cứng rắn. Dư nhạc nói thầm một tiếng, nhưng mà cái thứ hai công kích lại rơi xuống, lại đưa một lần màu đỏ đội tốt về nhà thăm bệ đá cổ đi. Tận đến giờ phút này, màu đỏ đội đã là triệt để hỏng mất, cái này mẹ nó. Chơi như thế nào? Mà ngủ ngủ khai bên này, cũng là thức thời trực tiếp đẩy đường đến MIG tập hợp, dù sao có cái vô địch tiểu binh tại dính dấp phía bên mình khẳng định phải đẩy trụ trực tiếp đem kinh tế hòa nhau màu đỏ đội năm người cũng là ý thức được không ổn nhưng vấn đề là bọn hắn không có biện pháp giải quyết đối phó như thế một tên lính quèn coi như năm người sáu món cũng muốn đánh rất lâu mới có thể đánh chết cũng đừng quên đi đối diện còn có năm người trước tập hợp đi không thể như thế rơi trụ đối diện sivir buồn bực nói năm người tề tụ tại miz ngay tại lúc lúc này tất cả mọi người không nghĩ tới, dương nhạc gia hỏa này. Lại là hắn meo lại xâm nhập vào bình thường tiểu binh bên trong. Phải biết, tại một đống lớn tiểu binh bên trong phân biệt ra được một cái mang theo sáu món tiểu binh là rất khó sự tình. Cho nên khi dương nhạc tới gần màu đỏ đội năm người thời điểm, liền ngủ ngủ khai mấy người đều là không chút nào cảm kích. Nhìn xem cách mình gần nhất màu đỏ đội cham, dương nhạc khóe miệng dương lên mỉm cười, đều cho ta về nhà thăm tivi trắng đen đi mục tiêu của hắn rất đơn giản đầu tiên là có chuyển vị trước hết chết một cái búa rơi xuống màu đỏ đội m i g lần nữa bị miễu sát thừa dịp đối diện chưa có lấy lại tinh thần đến lại một cái búa rơi xuống s i v i r bị đánh chết ta dựa vào hắn lúc nào lại tới m i g là người hàn quốc hắn gần như là phát điên cái này cơ đến cùng là cái quỷ gì sp đừng chạy dư nhạc đuổi theo sp một cái búa xuống dưới, lại là một cái mạng. Còn lại Dung là tốt, cũng là thấy tình thế không ổn, trực tiếp co cẳng liền chạy, nhưng mà bọn hắn căn bản không chạy nổi Dương Nhạc, kỹ năng dùng hết, gần nhất vẫn là chết thảm tại Dương Nhạc trong tay, về phần ngủ ngủ khai bọn người thì là bắt lấy cơ hội này trực tiếp bắt đầu đẩy trụ. Đợi đến linh hoạt nhất L E E S -I N chết tại nhà mình sân nhà phía trên, một tiếng to rõ hệ thống tuyên cáo âm thanh tại toàn bộ xung môn sở rít vang lên bên đội xanh tiểu binh đã huyền thoại legenda ngủ ngủ khai màu đỏ đội năm người đều là một mặt mộng bức cái này liền có chút lúng túng tiểu binh huyền thoại legenda